Rồi, giới thiệu con tên gì? Con tên Phước. Con bao nhiêu tuổi? Con 8 tuổi. Con học lớp mấy? Con học lớp 3. Rồi, 8 tuổi học lớp 3, con cầm cái gì đây? Cầm con heo. Trong con heo có cái gì? Có tiền. Có tiền để làm gì? Để làm việc, để cho làm việc bác ấy. Hallelujah! Vâng, thưa anh chị em, có những người cha mẹ giáo dục con mình ngay từ bé. Có những con heo bỏ tiền trong đó để làm việc bác ái. Rồi, đây, cảm ơn con nhé. Thay mặt cho các bạn nghèo, thay mặt cho những người phong cùi ở ngoài miền Bắc để cảm ơn con. Đây, ta tặng cho lại cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái móc khóa. Con thích cái gì? Thích quạt hay thích móc khóa? Quạt. Thích quạt, đây, tặng cho con cái quạt. Rồi, câu hỏi cuối cùng, mai mốt có đi tu không? Dạ có. Rồi, cho mời chào khóa tay thưa anh chị em. Chúng ta có một linh mục trong tương lai. Đấy, con thấy chưa, này đi tu này, thấy chưa, đi không? Vẫn lắc đầu. Rồi, con được tên gì? Dạ, con tên Trần Thị Kim Nhung ạ. Dạ, con năm nay 42 tuổi. Là con, bây giờ con cũng đi làm chứng cho Chúa. Là hồi con sanh con của con được 3 tháng. Từ hồi lúc sanh cho tới lúc 3 tháng, lúc nào nó cũng có ghen hẳn hết. Mà nếu mà bé đi chơi hàng xóm thì cũng xấu hổ lắm. Tại vì nó cứ ghen được thôi. Nó cứ ghen ở mắt ấy thưa cha. Ghen ở mắt hả? Ghen ở mắt. Mà đi chơi bé con đi xấu hổ vì con có ghen. Rồi con đi xuống thành phố Nhi Đồng 2. Bác sĩ nói nó đang là bị cảm nên là không có chữa được. Mà con mới cho con về. Con đến tượng đài lòng Chúa thương xót. Là con xin tượng đài lòng Chúa thương xót chỉ trong vòng một tuần thôi. Là con của con là sạch hết, cả gia đình đều thấy rất là ngạc nhiên. Với ơn thứ hai nữa, con của con nó đi chèm có 2 năm đấy. Thằng hết ghen này tí chàm vẫn đi tu được không sao? Đi có 2 năm mà con lên kẻ chạy cùi chứa cho con của con đi các nơi mà cũng không có khỏi. Rồi con cứ cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, bây giờ con của con nó cũng khỏi rồi. Hallelujah! Rồi, xin chúc lành cho chúng con. Rồi, mời anh lên đây.